Đường vành đai 2 trên cao đoạn từ nút giao Cầu Giấy đến đường Võ Chí Công hiện đang ngập rác thải và bùn đất. Phế thải xây dựng và cả đồ gia dụng vương vãi ra cả lòng đường. Nhiều hố ga thoát nước bị bịt kín, dẫn đến ngập úng mỗi khi trời mưa. Được biết, khác với đoạn đường vành đai 2 trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở chưa bàn giao, đoạn đường này được đầu tư xây dựng và hoàn thành cách đây vài năm, đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội quản lý. Không rõ đơn vị này có biết tình trạng nhếch nhác của tuyến đường trên.